Dù chỉ mới 26 tuổi nhưng Lý Nhật Quý Cường, trú xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, tạo dựng và điều hành ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe mô tô trộm cắp liên tỉnh, xuyên quốc gia, chuyên nghiệp, khép kín. Tất cả các xe trộm cắp được Cường chỉ đạo vận chuyển bằng xe tải vào tập kết tại nhiều địa điểm, sau đó vận chuyển sang Campuchia qua các đường tiểu ngạch. Tại Nghệ An, cầm đầu ổ nhóm trộm cắp là Nguyễn Đình Sơn, trú huyện Đô Lương. Sơn là đối tượng mang 3 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Quen biết được một người tên là Bí Kén, đi chân lố Bí Kén thì qua trao đổi thì tôi được biết người này có mua xe trộm cắp ấy. Thì tôi có liên lạc với người đó và sau đó tôi đã thực hiện các hành vi trộm cắp xe máy và gửi xe cho người này. Thì quá trình người ta lấy trộm được thì người ta sẽ gọi cho em cái tình trạng đó xe gì, rồi người ta chạy ra tới cái kho bãi rồi em chuyển tiền cho họ. Đối với những cái xe mà không có giấy tờ thì anh xử lý như thế nào? Xe không có giấy tờ là em nhờ người trên mạng làm giấy tờ để vận chuyển về Sài Gòn. Trong vòng nửa tháng qua, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan phá chuyên án, đồng loạt bắt 12 đối tượng, thu 75 xe mô tô các loại, 2 xe ô tô tải và nhiều tang vật có liên quan khác. Số xe được các đối tượng tập kết cách biên giới chỉ 150m và chuẩn bị đưa qua Campuchia tiêu thụ. Các đối tượng khai nhận trộm và vận chuyển thành công trên 200 xe mô tô sang Campuchia qua các đường tiểu ngạch để tiêu thụ. Đây là cái chuyên án trộm cắp tiêu thụ tài sản liên tỉnh và xuyên quốc gia. Các đối tượng phạm tội với thủ đoạn hết sức tinh vi, thành lập các cái hội nhóm trên không gian mạng để lôi kéo các đối tượng trộm cắp tiêu thụ tài sản vào cái nhóm này, và đa số những cái đối tượng trộm cắp trong cái nhóm này đều là những đối tượng đã có tiền án tiền sự về tội trộm, hoạt động mang tính chất rất chuyên nghiệp. Và đây là cái chuyên án trộm cắp tài sản tiêu thụ tài sản lớn nhất từ đầu năm 2024 đến nay. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh triệt xóa. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án. Công an Nghệ An thông báo ai là nạn nhân nhanh chóng liên hệ để được phối hợp giải quyết. Với những người nặng lòng với những loài động vật quý hiếm thì thông tin từ Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh giúp vui gấp bội phần khi đơn vị vừa phối hợp khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai thả 29 động vật hoang dã về môi trường tự nhiên, trong đó có con khỉ đuôi lợn từng cắn nữ nhân viên quán cà phê và con trăn đất bò lên giường nhà người dân. Số động vật này thuộc 9 loài gồm tê Java, rái cá vuốt bé, kỳ đà dân, trăn đất, khỉ đuôi lợn, khỉ đuôi dài, rùa răng, rùa 3G, rùa núi vàng. Chúng chủ yếu do người dân tự nguyện giao nộp chi cục kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh. Sau thời gian được chăm sóc cứu hộ tại trạm cứu hộ động vật hoang dã ở huyện Củ Chi, nay được lực lượng chức năng thả về khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Cho đến nay, Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam cứu hộ thành công hơn 4.000 động vật hoang dã, trở thành đơn vị cứu hộ TT nhiều nhất Việt Nam với 1.700 TT được cứu hộ. Hơn 70% động vật được phục hồi và tái thả về tự nhiên thành công, góp phần vào nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã và đa dạng sinh học tại Việt Nam.